Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Từ ngày 1 tháng 7, tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Liên quan đến nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2% từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Cụ thể, tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong tháng 5 năm 2024 hoàn thành việc xây dựng nghị định của Chính phủ, điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Hiện nay, theo Nghị định số 55 năm 2023 của Chính phủ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục vụ sức khỏe tại nhà, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn trên một người một lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn trên một người một lần. Nghị định số 55 năm 2023 của Chính phủ cũng quy định hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ tối đa 3 người, hoặc thờ cúng liệt sĩ mỗi năm một lần khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng trên 1 km một người. Thân nhân liệt sĩ, người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ kinh phí một lần khi di chuyển hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền cất bốc hài cốt liệt sĩ 4 triệu đồng trên một hài cốt liệt sĩ. Mức hỗ trợ tiền đi lại và tiền ăn tối đa 3 người, tính theo khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi có mộ liệt sĩ là 3.000 đồng trên 1 km một người. Thương bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được chi tiền ăn thêm ngày lễ Tết, mức 200.000 đồng một người một ngày.